Hiếu Nghĩa và Phương Nguyên rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Thưa quý vị, nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, Hiếu Nghĩa xin được gửi lời chúc các chị em phụ nữ một ngày lễ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Nếu như khán giả nam nào vẫn chưa biết chọn quà gì hay chọn địa điểm nào để đưa nửa kia của mình đi chơi vào ngày 8 tháng 3 thì hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài gợi ý. Thưa quý vị, đúng ngày 8 tháng 3, thị trường hoa tươi tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ghi nhận tại chợ đầu mối hoa tươi Hồ Thị Kỷ và nhiều điểm bán lẻ khác ở nội thành, giá hoa đồng loạt tăng từ 30% đến 50%. Các tiểu thương cho biết giá hoa các loại tăng theo từng giờ, mạnh nhất vẫn là hoa hồng. Cụ thể, hồng Đà Lạt có giá 200.000 đồng đến 300.000 đồng một bó 50 bông, tăng 30 đến 50% so với ngày thường. Trong khi đó, hồng Hà Nội có giá mềm hơn, vào khoảng 180 đến 220.000 đồng một bó 50 bông. Giá các loại hoa khác như địa lan, hướng dương, cẩm tú cầu, cát tường cũng đồng loạt tăng nhẹ từ 10% đến 20%. Năm nay người ta chuộng hồng đỏ, ta mua nhiều, nhiều hơn mấy năm trước. Ghi nhận tại các cửa hàng hoa tươi trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, giá hoa cũng tăng mạnh, hoa hồng tăng từ 4.000 đồng một bông lên đến 15.000 đồng một bông. Thời điểm hiện tại, trên các tuyến đường nội thành đã xuất hiện nhiều điểm bán hoa, quà tặng cho dịp 8 tháng 3. Đánh giá của các tiểu thương, hoa cung cấp dịp lễ năm nay chất lượng tốt, sức mua mạnh. Nếu quý khán giả nam nào chưa chọn được món quà tặng cho nửa kia của mình, thì Hiếu Nghĩa và Phương Nguyên sẽ gợi ý ngay cho quý vị. Năm nay, thay vì chọn một bó hoa theo kiểu truyền thống, thì những giỏ hoa làm từ rau xanh, ắt hẳn sẽ gây được sự ngạc nhiên và khiến phái nữ vô cùng yêu thích. Một giỏ hoa rau gồm 5 loại salad giống từ Hà Lan đặt trong túi giấy như bó hoa, sau đó được trang trí thêm bằng cà chua sô-cô-la, cà chua baby với giá 168.000 đồng một giỏ. Ngoài ra, người mua có thể đặt riêng loại rau mình muốn như cà rốt baby với giá 225.000 đồng một giỏ, hay đặc biệt hơn là những box salad gồm salad Batavia, cà chua, cà rốt, rau mầm, sốt chanh dây với giá 378.000 đồng một box. Một lần mình về thăm khu vườn thủy canh của nhà mình ở Đà Lạt, thì thấy wow, những bông hoa này quá đẹp. Và nó là một món quà mình có thể gửi tới những người mình yêu thương. Với những cái giỏ hoa được đặt trên những cái giỏ thiết kế đẹp như thế này thì mình nghĩ là mình sẽ làm cho những người nông dân rất tự hào, bởi vì sản phẩm của họ bây giờ đã được mang một cái giá trị khác, nét đẹp khác. Mình lựa chọn món quà này vì cái sản phẩm này vừa lạ mà vừa độc đáo nữa. Điều mình thích nhất ở món quà này là tấm thiệp kèm hình bạn gái mình và có thể ghi những cái lời yêu thương. Những giỏ hoa rau xanh mơn mởn không chỉ là món quà độc nhất vô nhị, lạ mắt, mà nó còn đem lại cho người nhận cảm giác tràn đầy sức sống, vừa đảm bảo an toàn lại vừa tốt cho sức khỏe. Thưa quý vị, nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, siêu thị Co-op Max, Co-op Extra dành tặng phái đẹp hàng ngàn ưu đãi đặc biệt đối với các mặt hàng mỹ phẩm, thời trang và gia dụng. Tại hệ thống Co-op Max, Co-op Extra là những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng được thiết kế thành những gói quà đẹp mắt, sẵn sàng trở thành những lời chúc ý nghĩa nhất cho chị em phụ nữ. Bên cạnh đó, khi mua những sản phẩm này, khách hàng sẽ được tặng quà như vali du lịch, phiếu mua hàng. Những mặt hàng mỹ phẩm như sữa rửa mặt, son dưỡng môi, kem dưỡng cũng được giảm giá từ 10 đến 25% và giảm giá từ 20 đến 30% cho các sản phẩm thời trang. Ngoài ra, Co-op Max, Co-op Extra cũng giảm giá những mặt hàng gia dụng như bộ nồi inox, máy xay sinh tố, nồi cơm điện với mức giảm đến 49%. Bạn đã có kế hoạch gì cho dịp lễ 8 tháng 3 hay chưa? Nếu như chưa biết nên đi đâu và làm gì, thì Mua gì ở đâu ngày hôm nay sẽ gợi ý cho các bạn những địa điểm vui chơi thích hợp cho các gia đình, cặp đôi hoặc là những nhóm bạn trẻ. Trung tâm thương mại SC Vivo City quận 7 đồng loạt diễn ra nhiều chương trình khuyến mãi khủng lên đến 50%. Đặc biệt, khách đến vui chơi và mua sắm tại đây sẽ được chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm cùng búp bê hoa hồng cao 4m. Bên cạnh những bộ phim hay, các hãng phim cũng dành tặng phần quà ý nghĩa cho khán giả nữ. Tại BHD Star, 100 khách hàng đầu tiên mua phần combo 2 sẽ được nhận ngay một phần quà làm đẹp cho các bạn nữ. Tại Galaxy Cinema, duy nhất trong ngày 8 tháng 3, khi mua 2 vé xem phim và một combo bất kỳ, khách hàng nữ sẽ nhận được một chiếc gương xinh xắn. Một bữa tiệc ấm cúng và những lời yêu thương sẽ khiến những người phụ nữ vô cùng hạnh phúc. Nhà hàng Nón Lá số 19 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1 giảm giá 10% món ăn và 20% nước uống cho bàn khách trên 10 người. Các nhà hàng buffet khác cũng đồng loạt có nhiều ưu đãi. Tại công viên văn hóa Đầm Sen, tất cả nữ giới sẽ được giảm vé trọn gói trong ngày 8 tháng 3.
Tại đây còn tổ chức ngày hội hoa hồng với nhiều hoạt động đặc sắc như làm đẹp, tư vấn sức khỏe cho phái nữ. Tại công viên Thỏ Trắng quận 10, du khách sẽ được chụp ảnh lưu niệm 8 tháng 3 với khu vực tiểu cảnh nâng niu cánh hồng và giao lưu văn nghệ chủ đề Thỏ Trắng thay lời muốn nói với hoạt động hát karaoke vào buổi tối. Đặc biệt, công viên còn dành tặng 100 bông hoa cho 100 khách hàng nữ đầu tiên tham gia trò chơi tại đây. Những hoạt động hoàn toàn miễn phí ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là một điểm đến thú vị trong buổi tối 8 tháng 3. Trong tháng 4 tới, chuỗi đồng hồ sức khỏe thông minh Anta của Fitbit sẽ đón chào thành viên mới nhất Anta HR. Anta HR có thiết kế nhỏ gọn và màn hình LCD 0,6 inch, cảm biến đặc trưng. Đặc biệt, Anta HR tính năng hỗ trợ đo nhịp tim lần đầu tiên có mặt trên dòng đồng hồ này. Song song đó, tính năng Sleep Tracking của Anta HR cũng được nâng cấp đáng kể, cho phép người dùng theo dõi chi tiết hơn về giấc ngủ và sức khỏe của mình. Anta HR sẽ chính thức ra mắt vào đầu tháng 4 với giá vào khoảng 3,4 triệu đồng. Thưa quý vị, nếu như xe hơi, xe mô tô có các đèn xi nhan để đảm bảo an toàn, thì đèn xi nhan cho người đi xe đạp hoàn toàn có thể áp dụng. Và xuất phát từ ý tưởng đó, một mũ bảo hiểm thông minh trang bị đèn xi nhan Lumus đã ra đời, giúp cho những người đi xe đạp cảm thấy yên tâm hơn khi lưu thông. Lumus có thiết kế tương tự một chiếc mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp, nhưng bạn cần bật mũ trước khi đội lên. Qua đó, hệ thống đèn LED sẽ được kích hoạt theo chế độ trên mũ, giúp các tài xế xe hơi, xe máy hay người đi bộ dễ dàng nhận ra sự hiện diện của bạn dù quan sát qua kính chiếu hậu hay đi theo hướng ngược lại. Ngoài ra, mũ bảo hiểm còn tích hợp ứng dụng iOS, có thể theo dõi cả cấp độ pin và nút điều khiển từ xa. Mũ bảo hiểm Lumos có giá khoảng 2,5 triệu đồng. Hiện khách hàng có thể đặt mua sản phẩm thông qua website www.lumosamed.co. Những năm gần đây, trước mối lo về thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, thì nhiều gia đình đã chủ động tìm tới các điểm cung cấp rau sạch như là siêu thị, các hợp tác xã rau sạch. Bên cạnh đó thì cũng có không ít các bà nội trợ đã truyền tai nhau cách tự trồng rau cho chính gia đình mình như thế nào. Và sau đây xin mời Phương Nguyên cùng quý khán giả cùng đến với chuyên mục trải nghiệm. Tại đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tự mua vật liệu và thiết kế mô hình trồng rau sạch ngay tại nhà. Vườn rau siêu tiết kiệm diện tích nhưng lại cho năng suất rất tốt này được xây dựng theo mô hình khí canh trụ đứng hồi lưu do chính anh Trương Bình Sơn, trú tại quận Gò Vấp thiết kế. Mô hình này đặc biệt ở chỗ là bạn không cần không gian quá rộng mà có thể tận dụng ngay diện tích sân thượng tại nhà để trồng rau bằng các trụ đứng. Mỗi trụ cao khoảng 1,7 mét với hơn 200 hốc đựng, có hệ thống tưới bên trong cùng một bồn dung dịch dinh dưỡng. Bốn trụ đứng liên kết với nhau chỉ chiếm khoảng 1 mét vuông đất nhưng lại cho khoảng 20kg đến 40kg rau mỗi tháng. Thưa quý vị, trong khu sân thượng rộng chỉ 10 mét vuông như thế này, rất nhiều loài rau được trồng trên những tháp cao đặc biệt. Ngay bây giờ, chương trình sẽ bật mí đến quý vị cách để chúng ta sắm sửa trang bị một vườn rau độc đáo như thế này nhé. Anh nói cái mô hình này thì mình trồng theo cái phương pháp nào ạ? Mô hình này là mình trồng theo kiểu dạng khí canh, một dạng biến thể của thủy canh. À, những cái dụng cụ như vậy thì mình mua ở đâu, anh có khó để tìm kiếm không? Thì tất cả mọi cái vật liệu này đều có thể mua được ở ngoài tiệm. Giá thì cũng tùy vào một ống. Ống 200 thì giá nó tầm, ống bình thường giá nó tầm 100 đến 200 ngàn một mét. Cái rọ này thì là mua ở những cái tiệm bán vật liệu thủy canh. Rồi những cái tai này là những cái tai của ống 49 mình cắt ra và hàn lại. Còn trên này là cái hai cái chén bít 200 và chén bít 168 để làm cái đài sen. Ở dưới là cái thùng bơ cũ được tái sử dụng và một cái máy bơm này có tác dụng là đẩy nước lên trên đài sen để đài sen cung cấp nước cho toàn bộ hệ thống theo một cái chương trình hẹn giờ là do máy hẹn giờ điều khiển. Rau sau khi lên mầm sẽ được đưa vào mút xốp đặt vào từng hốc. Mũi khoáng được bơm hẹn giờ bằng thiết bị điện tử từ bồn dung dịch đặt ở đáy trụ, phun lên trên, tỏa ra các hốc rồi chảy ngược về bồn. Theo anh Sơn, thiết kế một vườn rau trụ đứng hồi lưu cũng không quá đắt. Mỗi trụ đứng giá chỉ khoảng 2,5 triệu và thiết bị đi kèm bao gồm bồn chứa nước, ống dẫn, hốc đựng v.v. khoảng 1,1 triệu đồng. Hiện nay, anh Sơn đang thiết kế mô hình trụ đứng hoàn chỉnh hơn cho mục đích thương mại. Đặc biệt, chi phí mỗi trụ có thể giảm xuống chỉ còn dưới 1,5 triệu và miễn phí thiết bị đi kèm. Như vậy, nếu bạn đầu tư khoảng 8 đến 10 triệu, đã có một vườn rau sạch cung cấp cho gia đình quanh năm rồi.
Cái việc mà mình phân bổ từng cái loại rau ở trong này thì như thế nào ạ? Những cái cây mà neo thì mình trồng sát tường, còn những cái cây mà có cùng độ dinh dưỡng thì mình trồng chung trong một cái chủng. Mô hình này thì có thể trồng được tất cả các loại cây thân thảo. Giống này thì ở những cái tiệm cây cảnh họ bán rất là nhiều. Đa số là những cây phổ thông thì đều có đủ hết. Thưa quý vị, với mô hình trồng rau đặc biệt này, chắc hẳn hàng tháng Quỳnh Giao sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá cho việc mua rau mà lại còn an tâm về chất lượng nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình trải nghiệm tiếp theo của Mua Gì Ở Đâu nhé. Quý khán giả thân mến, bữa ăn sáng là vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Làm cách nào để chế biến được một bữa ăn sáng vừa nhanh, vừa tiện lợi mà lại ngon và đảm bảo dinh dưỡng? Chuyên mục Mách Nhỏ ngày hôm nay sẽ mách cho bạn cách làm món sinh tố cầu vồng thơm ngon và đầy bổ dưỡng. Trang sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn rất đơn giản nhưng mà đầy đủ chất dinh dưỡng, đó chính là món sinh tố cầu vồng. Và lớp màu đầu tiên, lớp màu đỏ tím rất là đẹp, sẽ được làm từ thanh long và đá viên. Đầu tiên chúng ta sẽ xay thanh long và đá. Và lớp màu thứ hai đó chính là màu xanh từ kiwi và chanh. Và lớp màu thứ ba, lớp màu hồng rất là dễ thương từ kem sữa và dầu. Và lớp cuối cùng, một màu sắc rất rực rỡ, đó chính là màu vàng của mít. Riêng cái lớp thứ tư, lớp mít thì chúng ta sẽ không có xay nhuyễn mà sẽ để rải trên mặt. Ba cái hỗn hợp mà mình vừa xay đầu tiên là thanh long, kiwi và dâu, chúng ta sẽ để trong tủ lạnh khoảng 10 phút cho nó hơi sệt lại, thì lúc đó mình bỏ vào ly nó mới không lẫn vào với nhau. Bây giờ hãy cùng xem lại cách làm món ăn khỏe đẹp ngày hôm nay nhé. Sinh tố cầu vồng, gọn nhưng mà chất. Các bạn lần lượt xay trái cây với đá viên theo từng lớp màu sắc. Màu đỏ tím từ thanh long đỏ. Màu xanh lá từ kiwi và nước cốt chanh. Màu hồng từ dâu tây và kem. Cuối cùng là một lớp mix sắc hạt lựu. Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng với món sinh tố cầu vồng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Chương trình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin tiêu dùng hữu ích để giúp quý vị khởi động một ngày mới thật ý nghĩa. Xin cảm ơn Sài Gòn Co-op đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 6 giờ sáng mai cũng trên kênh HTV7.